Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xem những phụ nữ có những biểu hiện như thế nào thì sẽ có mệnh tốt và được phu nhân tài trợ giàu có cả đời các bạn nhé. Thứ nhất là người phụ nữ biết cái thứ gì hợp với mình. Đấy, chúng ta nhìn vào những người phụ nữ thì muốn biết họ như thế nào, đôi khi chỉ cần dựa vào cái cách ăn mặc, nói năng là thấy được cái thân phận và cả phẩm chất. Đấy. Ngày xưa có dạy phụ nữ khi sinh ra đến cái tuổi 18 thì cần có một gia đình tốt, và từ 18 đến 35 cần có một cái dung mạo tốt, và từ 35 đến 50 thì cần có một phải có một tính cách tốt. Vậy nên phụ nữ cần nhớ rằng dù ở độ tuổi nào cũng phải biết những thứ gì phù hợp với bản thân. Phụ nữ có mệnh tốt chính là người biết thứ gì phù hợp với mình. Đấy. Và thứ hai, biểu hiện thứ hai đó là người phụ nữ có một cái tính nhẫn nại. Người xưa dạy một điều nhịn chín điều lành, đúng không ạ? Và muốn bình yên thì tuyệt đối là không được hào thắng, đấy, không được cao ngạo và phải biết nhẫn nại. Đấy. Thế nên một người phụ nữ có cái tính nhẫn nại sẽ hóa giải được cái khó khăn. Thứ ba, biểu hiện thứ ba đó là người biết nhận sai và sửa sai. Rất nhiều người làm sai nhưng bản thân không chịu nhận mà lại đổ lỗi cho người khác, đúng không ạ? Sống ở đời vốn dĩ chẳng ai là hoàn hảo cả. Nếu mà bản thân có lỗi và biết nhận lỗi thì càng tiến bộ. Đấy, sẽ là kinh nghiệm để bước tới một cái thành công. Đấy. Còn bản thân sai mà cứ đổ lỗi cho người khác thì cả đời sẽ luôn luôn thất bại. Biểu hiện thứ tư đó là người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Một người phụ nữ có cái mệnh tốt được nhìn tốt, nhìn được cả những cái điều tốt đẹp ở bên trong lẫn bên ngoài. Một người phụ nữ có cái mệnh tốt được nhìn cả những điều tốt đẹp ở bên trong con người xấu. Đấy. Họ xấu nhưng họ có một tâm hồn đẹp. Họ luôn chọn cách thích nghi thay vì oán trách số phận. Và biểu hiện thứ năm đó là người phụ nữ biết buông bỏ. Phàm là ở đời thường nhiều bất trắc khổ sở, đúng không ạ? Thế nên mỗi khi chúng ta gặp khó khăn và ưu phiền, các bạn nhất định phải buông bỏ những cái điều xấu đó để cuộc sống chúng ta nó trở nên tốt đẹp hơn. Đấy, đấy là những cái biểu hiện của người phụ nữ, năm cái biểu hiện mà nếu mà những cái bạn nào, những người phụ nữ nào mà có cái năm biểu hiện này thì họ sẽ có một cái số mệnh tốt và luôn luôn được quý nhân phù trợ, sẽ giàu sang cả đời các bạn nhé. Vừa rồi mình đã có chia sẻ với các bạn cái video về cái năm biểu hiện của cái người phụ nữ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.